Nè 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 đó. Ôi trời ơi, hello tất cả các bạn nha. Mới vô gặp Hùng Mai vàng các bạn, mà bây giờ gặp ý nghĩa gì nữa. Tôi tóc 23 bà đó rồi. Trời ơi, hôm qua không ra sớm đi, bây giờ mới ra, bây giờ còn ý nghĩa gì đâu. Rồi nha, để tôi nhận cái tóc mình cái ngay nha các bạn. Rồi, không biết các bạn được tóc bao nhiêu, các bạn hãy comment phía dưới giúp tôi nha. Năm ơi, tôi được tóc 23 các bạn à. Tôi bắt đâu đó là hình như là có 41 con thôi. Không, thực chất là có 31 con thôi mọi người à. Tại vì là tôi mở được đâu đó, ơi tôi bắt được một con mai vàng mọi người à. Trời ơi, các bạn tôi gần 1.000 điểm đó. Trời đã hạt co quá các bạn ơi. Tôi cũng chịu, nói chung là tôi cũng lười đi bắt mọi người. Thôi cho nên kết quả này chịu rồi. Ê, nói chung hello tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn quay lại clip ngày hôm nay nha mọi người ơi. Ok nha mọi người. Thì bây giờ là tôi sẽ gọi là làm một cái series hơi đặc biệt một tí. Nói chung là chưa từng xuất hiện trên kênh tôi luôn. Đó chính là bây giờ nè, có các bạn nào á, cái người nào mà gọi là hay mua nhà đó, anh ấy có bao giờ để ý cái kiểu là gọi là ở trong gọi là cái thành phố Cây Gia chúng ta sẽ có đâu đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ở 11, 12, 13 có tổng cộng là 13 căn nhà đấy mà. Nhưng mà bây giờ có anh em nào đặt ra một cái câu hỏi là nếu chúng ta sở hữu 13 căn nhà này sẽ ra được căn nhà thứ 14 không, hoặc là sau khi mà chúng ta sở hữu 13 căn nhà này, nhà phát hành có tặng cho chúng ta một món quà không để tri ân không? Thì ngày hôm nay tôi sẽ đáp giải đáp thắc mắc đó cho anh em nha anh ơi, là tôi sẽ mua tất cả các ngôi nhà này luôn, ok chưa? Thì bây giờ trong đây là có tôi một sở hữu 1 nè, 2 nè, 3, 4 nè, 5, 6 nè. Đó, những căn nhà xịn nhất là tôi sở hữu rồi các bạn à. 6 rồi đúng không? Rồi, ok, tôi sở hữu 6 căn nhà rồi. Bây giờ còn 7 căn nhà cuối cùng. Thì trong clip ngày hôm nay tôi sẽ sở hữu luôn 7 căn nhà này. Để tôi xem thử sau khi tôi sở hữu 13 căn nhà thì tôi sẽ được món quà ẩn gì nha mọi người. Ok, cùng đồng hành cùng tôi nha. Để xem là bạn đã may mắn ở video lần trước nhận được đôi giày chính thổi đi nè. Ai đây? Ui trời ơi, xin chúc mừng bạn Đăng Khoa Đặng Trần nha. Rồi, anh gửi em nha cá con 2.8. Trời ơi, go, ok cá con nha, không biết ra được có là cá mập không nha. Ok, thì mini game lần này thì sẽ đơn giản hơn cái này một tí các bạn nha. Thì bước 1 các bạn cần like và đăng ký được chưa? Đúng, ok, giờ tôi đếm 3 giây nha. 3 2 1 rồi. Bước 2 các bạn không, nói chung là để lại cái tên in game thôi là được các bạn nha. Bước 3 các bạn có thể đặt một câu hỏi bất kỳ, tôi sẽ vô trả lời cho anh em, ok chưa? Thì phần thưởng lần này đó chính là lời mời các bạn nha mọi người. Tôi sẽ dành ra 3 slot cho tôi để tôi chọn ra 3 bạn may mắn, ok chưa? Lần này tặng 3 bạn nha. Ok, nhớ tham gia nha các bạn ơi. Đầu tiên mình nói về tiền sao đi. Hiện tại tôi có 53k, tức là bây giờ tôi chỉ đủ được mua được một căn nhà 54k thôi mọi người à. Cho nên quyết định bây giờ tôi sẽ đi gọi là bán những thứ gì tôi đang có và cày thêm một chút nữa để tôi mua thêm một căn gọi là villa đấy, 21k, với là một căn gọi là cái căn nhà máy cam 10k này nha các bạn. Và thêm căn này nữa cơ. Còn kim cương hiện tại là tôi sẽ ráng tôi làm nhiệm vụ thành tích, cũng như là nếu mà bần cùng quá thì tôi sẽ gọi điện cho Mel, tôi xin tiền Mel nữa mà, để xem Mel cho tiền tôi mua không nha mọi người. Ok nha. Rồi, hiện tại là mình sẽ đi bán những thứ mình giờ mình có trước nha các bạn. Rồi rồi, đầu tiên nè, bên cái phần sale nè. Trời ơi, đó, bên đây là vừa được kim cương vừa được tiền sao nha mọi người. Rồi bây giờ tôi sẽ nhận hết nha. Không biết hôm nay phần sale nó có gì đặc biệt không nha. Thường thường không biết anh em có quan tâm phần sale là mấy không. Thường thường nói chung là những món đồ trong đây tôi nghĩ cũng khá là ngon đó mọi người. Có những món mà thuộc tính VIP á, nó sẽ sale rất là lớn mọi người à. Đó, nhưng cái bình oxy nè, hồi xưa tôi cũng mua rồi đó, nó giảm tận 7-8k mọi người, nó quá là ngon luôn chứ. Đó, cái máy cà phê cũng xịn nè. Ấy trời ơi, nhận cái được mới kim cương thì sao, phải ngon không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua đây nhận thêm 100 nha. 100 thì thôi á, cũng quan trọng anh em, đôi khi anh em cần lắm á. Rồi rồi, ok ok. Rồi rồi rồi, ê, hầm dịch nha, hầm dịch, mở hầm dịch thử coi. Tụi đời tôi nói chung là trời ơi, một kim cương. Là cái gì nè? Anh em thấy mầm tôi nhiều không? Mầm tôi nhiều vài cái chữ đấy mà. Đây. Ui ngon nha, toàn kim cương nè. Mầm tôi tận 20k nha em, 20k nha chứ phải 2k nha. Đó, cho nên mầm tôi tự tin là mầm tôi khá là nhiều các bạn à. Rồi rồi, tiếp tục là mình vô cái phần thưởng hàng ngày nha mọi người. Đây, nói chung là tôi có nhận hết rồi, không biết anh em có nhận cho mình thường xuyên không, nhưng mà cái này cũng khá là ngon nha. Rồi trời ơi, hai kim cương quá đặc biệt các bạn à. Rồi rồi rồi, cái chỗ VIP nè, nó nhận luôn đi chứ còn gì nữa. Bắt VIP chứ lộn. Rồi sau khi nhận những cái mà nó hơi ly thiêu một tí, chúng ta lên tận 92 kim cương các bạn à. Từ 67 lên 92 rồi, cộng thêm đâu đó là lên được 54k tiền rồi. Cũng không quá là nhiều tiền sao. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bán như ớt nha mọi người. Đây. Rồi sale đúng không? Rồi. Đây nè mọi người, đó, tôi có nhận rồi nè. Đó, thấy không? Nguyên nhà mập địch của tôi nè. Bây giờ chắc tôi bán hết luôn các bạn nè. Rồi. Ui bán hết, mà bán hết được có 8k thôi hả? Ai da, thôi vậy tôi giữ là vài con mọi người, tôi giữ là một con mập địch nha. Đâu tôi kiếm con nào mập nhất coi. Để tôi khoe đây mà, khoe bao tim đặc biệt Daddy á, Daddy hay khoe tôi mấy cái này lắm. Rồi rồi, tôi giữ lại, giữ hang này nha mọi người. Rồi, bán nha. Rồi. Ok, vậy là số tiền của tôi đã được 62k rồi các bạn ơi. Ui, nó quá là ngon nha. Bây giờ tôi đi bán cá của tôi nha mọi người. Được bao nhiêu đây, tôi nghĩ là nhiều lắm á. Cá tôi nhiều với cái chữ luôn các bạn à. Ủa,
Cái gì vậy? Sao có 19 con vậy trời ơi? Bấy đạn các bạn ơi, tôi giữ lên mấy con sò tôi làm nhiệm vụ nha. Trời ơi, bán được 400 mấy à? Thôi cũng kệ, có nhiều góp nhiều. Bây giờ tôi sẽ làm nhiệm vụ thành tích nha mọi người. Tôi có mấy cái sắp xong rồi nè, như là cái đi học này nè. Tôi tham gia đâu đó là cỡ 12 khóa học nữa là tôi xong rồi các bạn à. Đây, hiện tại tôi đang trong cơ học và tôi đang tham gia cái môn toán cao cấp nha các bạn. Các bạn nhìn tôi chơi màn này nè, toán cao cấp ở ngoài nói chung là tôi thi rớt 2 lần rồi mà trong game tôi là đỉnh ba cái chữ. Tôi lấy top 1 cho các bạn xem nè. Thấy chưa? Trời ơi, tôi hạng 23 mà không ai theo kịp tôi luôn mà anh em. Ok các bạn ơi, hiện tại mình cũng cày được một số tiền cũng như là một số kim cương rồi, đủ rồi các bạn à. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mua nhà luôn nha các bạn ơi. Ok nha, rồi, bây giờ mình sẽ mua những căn cùi nhất nha các bạn. Rồi đây, mình sẽ mua căn nhà hộp sữa nha, là một trong những căn nhà mà gọi là nâng cấp của căn nhà hộp giấy các bạn à. Rồi, vô nè. Trời ơi, cái căn nhà nó không có xoay luôn các bạn nha, nó xảy ra luôn, bay sạch rồi, đúng rồi, bay sạch có khác à. Gì, nhà hộp sữa, sữa sẽ không tràn ra ngoài khi bạn mở cửa. À, trời ơi, cái hộp sữa này biết dúng hộp sữa không? Hộp sữa Vinamilk. Trời ơi, cung teo mấy cái chữ. Ơ, được thêm cái giấy nền nhà nữa nè, hồ mùa hè à. Ồ, vậy là ngon nha các bạn, mua một căn nhà được thêm một cái sàn nhà là quá tuyệt vời rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ mua một căn nhà này nha các bạn, nhà búp bê nha. Rồi, bây giờ mình mua nha. Ủa trời ơi, căn nhà này nó cũng nổ đàn phát luôn các bạn, nó không có xây. À gì, khá rộng rãi với vẻ ngoài cổ kính. À, được cái sàn nhà ra đây. Ồ, được một cái dán tường kim cương hồng các bạn à, quá là ngon luôn nha. Ui, thêm một cái xanh lá neon nè. Tức là anh em mua những cái căn nhà trendy trở lên ấy, anh em sẽ tặng thêm rồi giấy dán tường. Còn căn nhà cùi kia nó chỉ cho anh em là cái sàn nhà thôi. Dán tường hay sàn nhà thì tôi quên nữa các bạn à. Nói chung các bạn mua tiền càng cao thì nó tặng cho các bạn là những cái dán tường với sàn nhà nó xịn các bạn à. Rồi, thì bây giờ tiếp theo tôi sẽ mua đâu đó là căn nhà con gà các bạn. Căn nhà con gà này có vẻ như là best seller nè. Tức là một trong những căn nhà mà gọi là được anh em gọi là anh em mới chơi hoặc là những anh em mà nằm ở mức mà gọi là trung bình thấp anh em là rất là thích căn nhà này. Tại vì tôi nghe nói chị Daddy là kêu mọi người vote căn nhà để con rất là nhiều. Rồi bây giờ tôi mua luôn nha. Tôi thèm ăn gà rán cam sê, trời ơi con gà này dễ thương. Có cái tai nghe đeo quá là dễ thương. Một cái ở gì vậy, chích chắc gỗ, trời ơi quá đẹp. Cái dán tường đẹp quá anh em ơi. Ủa, hình như cái này không có sàn nhà luôn các bạn nha. Vậy là tùy loại rồi, chứ phải là cái nào không có sàn nhà đâu nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ mua căn nhà xịn nhất cho mọi người. Căn nhà 54k đây. Trời ơi, căn nhà hình như là của Junbi đang ở đúng không? Rồi, nó xoay nè. Căn nhà này bắt buộc phải xoay VIP nha. Nè, đó. Ôi cha, đúng là căn nhà gọi là căn nhà mơ ước luôn các bạn à. Đây là ngôi nhà trong mơ của bạn, có cả hồ bơi đi chứ gì nữa. Hồi xưa mà chưa ra những cái căn nhà kia, căn nhà nào là chùm chứ còn gì nữa. Trời ơi, ui, cái sọc xám luôn nè. Trời ơi, cái lá cây nó quá đẹp. Ôi, được hai cái giấy tường, hai cái sàn nhà luôn các bạn à. Ui, ba cái sàn nhà luôn. Trời ơi, đúng là căn nhà VIP có khác các bạn à, được hàng khuyến mãi thêm quá trời luôn nè. Trời ơi, con em để tiền mua căn nhà đi nha, được khuyến mãi thêm mấy cái này quá trời luôn các bạn à. Quá là tuyệt vời luôn. Rồi thì nói chung hiện tại là tôi đã mua gần hết rồi các bạn à, tôi còn thiếu đâu đó là căn nhà 21k, căn nhà 10k với lại căn nhà gọi là thành ma thuật các bạn à. Bây giờ tôi chưa sở hữu ba căn nhà này, chắc tôi phải đi xin mèo thử anh em à. Tôi xin bé mèo thử, bé mèo cho tiền tôi mua không nha anh em ơi. Mèo ơi, mèo. Dạ. Anh mới mua căn nhà mới 54k này, thấy ghê không? Có gì hay vậy? Ủa? Thì nói chung á, anh nghe đâu đó người ta nói là như là mình mua hết tất cả các căn nhà luôn là mình sẽ được một cái gì nó mới á. Mà bây giờ anh không có đủ tiền, anh mua được có mấy căn rồi, bây giờ anh còn thiếu cỡ một số tiền cho nhỏ, em cho anh tiền mua được không? Thì anh đưa em căn cứ công dân đi, với cái mặt của anh nữa. Ủa chi vậy? Là anh có ngay tiền nóng liền. Em đi vay nợ hả? Xong rồi anh bỏ xứ đi luôn nha. Thôi gì cho anh ít tiền ơi, anh còn thiếu đâu đó cỡ 10k tiền với trăm mấy kim cương à, cho tiền mua nhà ơi. Không có, tính là bất động sản cái gì trời. Người ta mua hết người ta nhận được cái gì nó VIP đó á. Tại vì có anh bị lừa đảo rồi đó. Bây giờ không nói nhiều nè, bây giờ có cho không để biết nè. Không. Không cho đúng không? Đúng. Chắc chưa? Chắc. Ok, ngủ ngoài đường. Anh em thấy tôi ngầu không? Trời ơi, giỡn anh em, tôi là nóc nhà mà anh em sao chứ anh em? Anh em giỡn hả?
Mấy em nãy kêu là tôi phải nốt nhà đúng không? Tôi chứng minh cho anh thấy á. Mọi người nghĩ ai là nốt nhà? Nếu là Mel thì vào phòng Mel, nếu là Betty vào phòng Betty nha. Trời ơi, trời ơi. Thử lòng mượn tiền thôi mà cuối cùng không cho là cho đi liền, ngủ ngoài đường liền chứ đó nhận mặt với tôi. Tôi là VIP pro mấy em, tôi là nóc nhà nha em ơi. Tôi chừng nó nha, meo mập địch nha. Ok, vậy là cái xe riêng ngày hôm nay mua tất cả căn nhà nó bị fail các bạn à. Xin tiền không cho cái buồn quá các bạn ơi. Hey, thì nói chung là một lần nữa chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn có một buổi xem video thật là vui vẻ nha mọi người ơi. Nếu mọi người muốn hóng được cái kết quả của tôi sau cái buổi video này thì mọi người có thể chờ video sau nha. Tôi nghĩ là đêm nay tôi xong rồi các bạn à. Ayo là không sao, không sao. Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nha.